Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, thời gian qua, mô hình đảng viên làm kinh tế trên địa bàn xã Phú Cường, huyện Tân Lạc ngày càng được lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Một trong số những mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi được người dân xóm Tầm Bát biết đến như một gương điển hình về sự năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất chính là đảng viên hưu trí Đinh Công Bình với mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng, chăn nuôi lợn, gà, trâu bò, đào ao nuôi cá và nuôi xuân quế. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm 1978, ông Đinh Công Bình tham gia nhập ngũ tại quân khu 2, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đến tháng 8 năm 1982, ông xuất ngũ trở về địa phương. Trải qua quá trình phấn đấu rèn luyện, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi thực hiện nghĩa vụ trở về quê hương, năm 1985, ông được tín nhiệm giao làm bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Cường. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí công tác tại xã như thường vụ Hội cựu chiến binh xã Phú Cường, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Phú Cường và nghỉ hưu năm 2017. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Hướng dẫn đó là gia đình là tập trung vào công tác chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi nuôi gà và nuôi lợn. Cái ao cũng từ ngày xưa, cũng làm từ ngày xưa, cũng đầu tư vào 20 triệu ấy, cả máng nước kéo từ trên kia xuống. Cái nhà nuôi giun thì cháu nó vừa mới làm thôi. Thì tương lai là sẽ mở rộng ra khoảng 100 m² nuôi giun hết cái chỗ này là ngoài kia sẽ xây cái chuồng giun. Với quyết tâm như vậy, năm 2017, sau khi bàn bạc với gia đình, ông quyết định vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cộng với nguồn vốn hơn 50 triệu đồng từ gia đình. Ông đầu tư mua 30 con lợn giống để chăn nuôi. Nhờ nắm vững kỹ thuật và tiêm phòng định kỳ kết hợp với vệ sinh chuồng trại, cộng với nguồn thức ăn đa dạng, nên lợn khi xuất chuồng đều đảm bảo chất lượng. Thịt lợn được đánh giá là lợn sạch, thơm, ngon, được thương lái trả giá cao và tiêu thụ rất nhanh. Không dừng lại ở đó, với lợi thế từ quỹ đất rộng sẵn có, ông đã đào ao nuôi cá trên diện tích 200 m², chăn nuôi 5 con trâu và xây dựng thêm khu trang trại nuôi gà với quy mô trên 100 con gà di giống bản địa. Để đa dạng mô hình chăn nuôi của gia đình, năm 2021, qua tìm hiểu và giới thiệu, ông cùng con trai đã mở rộng thử nghiệm thêm mô hình nuôi giun quế với nguồn giống từ tỉnh Phú Thọ với diện tích 20 m². Nhận thấy đây là loại giống dễ nuôi, trong năng suất và thu nhập cao, phục vụ chăn nuôi hộ gia đình. Mỗi năm, gia đình xuất bán gà thu về khoảng 50 đến 100 triệu đồng. 100 đến 150 triệu đồng từ chăn nuôi lợn. Sau khi trừ chi phí, công sức chăm sóc, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng. Đây thực sự là mô hình mẫu để bà con trong ngoài xóm học tập làm theo. Dưới sự phấn đấu của ông là bà con trong xóm ấy thì cũng nhiều người mà nhiều hộ cũng nói theo và cùng phát triển cho gia đình và cũng như trong xóm. Thì theo tấm gương của ông này cũng là một người đảng viên ít là mẫu mực, người có uy tín trong xóm nữa. Bên cạnh đó, ông cũng là người đi đầu hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan khuôn viên nhà cửa xanh sạch đẹp và tham gia đóng góp nguồn quỹ an sinh xã hội. Năm 2021, gia đình ông đã hiến hơn 100 m² dài đất vườn cho địa phương bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giúp bà con đi lại thuận lợi hơn. Dù ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, như các cụ xưa vẫn nói là tuổi đã già, thế nhưng với ông Bình, khi được tiếp xúc trò chuyện và chứng kiến những việc ông làm thường ngày thì mới thấy tuổi tác không là vấn đề đối với một người say mê với công việc như ông. Hai ông bà có 4 người con đều được lo ăn học chu đáo và xây dựng gia đình. Các con ông đều có cuộc sống ổn định và đều là những công dân chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Với những nỗ lực của bản thân, ông Bình luôn được Hội cựu chiến binh xã Phú Cường và huyện Tân Lạc biểu dương, khen ngợi và tặng nhiều giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế gia đình và giúp đỡ mọi người cùng vươn lên làm giàu tại địa phương. Năm 2021, ông vinh dự được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Cấp ủy chính quyền địa phương phối kết hợp với cái nguồn kênh vốn để hỗ trợ cho gia đình. Sau đó thì gia đình cũng thấy có nhiều cái phát triển rộng hơn,
để từ đó để nhân rộng cái mô hình ra chi đoàn, chi hội, đoàn thể của các xóm để học hỏi kinh nghiệm của đồng chí. Sự miệt mài vượt khó là kinh tế của đảng viên Đinh Công Bình thực sự là gương sáng, trước hết cho con cháu noi theo. Đây cũng là tấm gương của người đảng viên mẫu mực, không cam chịu nghèo khổ, luôn có ý chí và nghị lực vươn lên và không ngừng nghỉ. Với những người như ông Bình thì câu nói lao động là vinh quang càng có ý nghĩa sâu sắc.